Cũng lúc này con gái của Nguyệt Linh đã trở về, căn phòng đã vui nay càng vui hơn nữa. Đặc biệt là Tiểu Văn, ai dô gì nhớ con quá đi mất, cháu của dì càng lúc càng dễ thương hơn thì phải. Đây là chú Lâm Bịp, chính là ông chủ của nhà máy được quảng cáo trên TV. Cháu chào chú Lâm, quần áo của chú làm đẹp lắm ạ. Thầy cô của con muốn mua mà không mua được. Lúc này Tiêu Văn lấy ra một bộ đồ và nói: cháu yêu nhanh qua xem quà gì mua cho con nè. Mọi người lần lượt lấy quà mà mình đã mua ra, có quần áo, dụng cụ học tập và đồ chơi. Theo Lâm Bịp thấy, món quà mà anh đã mua có chút hơi khó tặng, bởi vì món quà của anh ấy thực sự hơi đắt, nếu lấy ra thì có vẻ sẽ hơi phô trương. Tiêu Văn đứng dậy và hỏi Lâm Bịp: Lâm Bịp, quà của em đâu rồi? Em chưa kịp mua, em sẽ cho cháu một ít tiền tiêu vặt. Chị đã thấy em cầm theo quà tới rồi. Thụ Dân cô để quà ở đâu rồi? Hôm nay tôi phải xem thử Lâm Bịp của chúng ta đã mua gì mới được. Thụ Dân cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức đi vào phòng ngủ và lấy túi quà ra. Tiêu Văn ngay lập tức cầm lên xem, rồi cô không khỏi ngạc nhiên: cái này là cái gì? Máy nghe nhạc đời mới ư? Lâm Bịp vội vàng nói: không có gì đâu, để cháu gái về phòng xem đi. Nhưng không đợi anh kịp nói, Tiêu Văn đã lấy nó ra. Máy nghe nhạc là thứ khá đắt đỏ, vậy mà giờ đây đang bày trước mắt mọi người. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, đặc biệt là cô bé, cô há hốc mồm ngạc nhiên, không tin vào sự thật. Đây thực sự sẽ là máy nghe nhạc mà cô hằng ao ước, nó thực sự là máy nghe nhạc. Chú ơi, cháu thích lắm. Có con cái của một người đàn ông giàu có trong trường của cháu, cũng có một cái, và cháu bây giờ cũng có rồi. Cháu không phải đang mơ chứ? Trong túi còn có rất nhiều pin và đĩa nữa đó. Con nhanh cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đã tặng quà. Cảm ơn chú đã tặng quà. Cháu thích là được rồi, sau này phải chăm chỉ học tập nhé. Tại thời điểm này, khi Nguyệt Linh nhìn thấy máy nghe nhạc, cô liền hỏi Lâm Bịp: máy nghe nhạc này đắt lắm phải không? Em mua hết bao nhiêu tiền đó? Không nhiều tiền lắm đâu, cũng không cần để ý giá cả đâu. Cháu nói thích là được. Lúc này, một người bạn khác của Nguyệt Linh cho biết: tôi đã nhìn thấy cái máy này ở chợ. Nó là hàng nhập khẩu, hình như là hơn 2 triệu. Cái gì mà đắt thế? Con cái món quà này đắt quá. Con nhanh trả lại cho chú Lâm đi. Chị Nguyệt Linh có ý gì vậy? Coi thường em phải không? Mấy chị đều là người có văn hóa, có địa vị, còn em chỉ là người vô văn hóa, một ông chủ mới nổi. Chị làm vậy khác nào tát vào mặt em chứ? Quà là để tặng, để cho mọi người thấy hạnh phúc. 2 triệu hay 20 nghìn cũng đều là tấm lòng. Chẳng lẽ còn phải phân biệt giá cả ư? Chị không để cháu nhận quà thì khác gì không xem em là bạn. Vậy mà em còn vui vẻ tới đây dự sinh nhật. Thôi em xin phép đi trước vậy. Những lời này khiến khuôn mặt của Nguyệt Linh đỏ bừng. Nhìn thấy Lâm Bịp đang rời đi, Nguyệt Linh mới vội vã lên tiếng: em nói gì vậy Lâm Bịp? Ai không coi em là bạn chứ? Chỉ là chị cảm thấy món quà này quá đắt tiền. Cháu nó còn nhỏ mà lại dùng thứ đắt tiền như này thì có chút lãng phí. Lâm Bịp thực ra cũng không muốn rời đi, chỉ là muốn nói cho mọi người biết, quà thì chỉ là quà, đừng nghĩ anh đang khoe khoang, đây là triết lý nhân sinh. Ai cũng nên học tập, trẻ con ai mà chẳng thích thứ này chứ? Con gái em cũng thích mà, cứ để cháu nó dùng đi, bỏ một ít tiền để mang lại hạnh phúc cho bọn trẻ cũng đáng mà. Được rồi, chị nghe em, chị sẽ nhận món quà này. Chị đúng là không nói nổi em nữa mà, mọi người nhanh ăn cơm thôi. Nửa giờ sau, Nguyệt Linh sau khi uống vài ly thì lên tiếng: Lâm Bịp, hôm nay chị rất vui. Chị, Tiêu Văn và em quen biết nhau, cũng coi như là duyên phận, nên chúng ta phải trân trọng tình cảm này nhé. Nghe câu này của chị, giống như chúng ta chuẩn bị kết nghĩa huynh đệ vậy. Chị mà nhỏ lại 10 tuổi thì chị kết bái thiên địa với em luôn. Chứ kết nghĩa thì đã tính là gì? Ai nói nam nữ không thể kết nghĩa được chứ? Hôm nay chúng ta kết nghĩa đi. Tiêu Văn bên này cũng vui vẻ lên tiếng: đúng, ba chúng ta cùng nhau kết nghĩa. Lâm Bịp, em nói xem bọn chị có xứng kết nghĩa với em không? Lần này không muốn cũng không được. Lâm Bịp nghiến răng nói: được, dù sao em cũng gọi hai người là chị mà. Tại thời điểm này, Tố Dân ở bên cạnh không ngừng suy nghĩ. Nếu như cô ấy cũng tham gia thì sau này sẽ có nhiều cơ hội ở gần Lâm Bịp hơn. Nếu đã kết nghĩa thì tính cả tôi nữa. Tôi từ nhỏ đã chơi với Nguyệt Linh, cũng không khác gì chị em ruột. Hơn nữa tôi cũng rất hợp với Lâm Bịp. Tiêu Văn thì lại không cần nói, chúng tôi như chị em, nên lần này không thể thiếu tôi được. Lâm Bịp cũng cạn lời, dù sao cũng kết nghĩa một hay hai người cũng như nhau. Nhưng Tiêu Văn không đồng ý, chúng tôi kết nghĩa là vì đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, cô còn xen vào làm gì chứ? Tôi quyết rồi, hôm nay ai cũng đừng mong cản tôi. Nhìn thấy cô ta cố chấp như vậy, Tiêu Văn tính lên tiếng nhưng Nguyệt Linh đã nói trước: được rồi, chúng ta đều được hết, hôm nay chúng ta cùng nhau vui vẻ đi. Vừa nói tới cùng nhau vui vẻ thì Mộng Tín, bạn của Nguyệt Linh, cũng lên tiếng: nếu đã như vậy thì cũng không thể thiếu tôi được, tôi cũng muốn kết nghĩa.